Xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại bây giờ thì anh đang có mặt tại mộ cổ Năm nha mọi người. Và đều các bạn. Chào mọi người nha. Thì cái mục đích của video anh em mình hôm nay là không phải Hồng Nhung. Ở đây có cô Sáu với lên tới rồi quý vị. Hello chị nha. Chào chị, chào chị. Cô Sáu Hồng Nhung nhà Diệu Phượng lên biến bầu cậu. Vừa mới mưa xong mà cô chú anh chị ơi. Mới vừa mưa xong luôn. Cô Sáu nha, cô Sáu nè. Đủ lên nha. Đủ cô Sáu. Cô Năm thích ăn đu đủ. Cô Sáu Hồng Nhung với lại Hồng Phượng nữa gì. Đúng rồi, cái đó là tốt đấy em. Không, mình sẽ mang chiếc tiền. Đừng cái này luôn à. Rồi dán gạch nữa là nó sạch sẽ thêm nữa. Cái máy này nè chị. Ở trên đây nè, nó chạy xuống đây rồi nó đi vô đây. Cái đó là mình liên hệ chỉ qua Duyên nha. Được thì mình tiến hành là... đó nha em Hồng Nhung nè, cô Sáu lên nha mọi người nha. Chào cô Sáu. Cô đi thấp à. Đông quá hôm qua không được cô Sáu ơi. Tình cảm cô Cấp Hương cho những nghệ sĩ là rất là quý giá luôn. Đây là Sơn Hải. Này phải nghệ sĩ không? À, cái này không phải nghệ sĩ như chốn đây vậy coi. Không phải nghệ sĩ. Đây là Giang Châu. Anh Giang Châu. Bây giờ em Sáu đi qua bên nè. Cô Hồng Phượng. Dạ, hôm nay là dầm tháng tư, dầm lớn. Dạ. Dầm đảng đi cho người đến phao đi. Dạ,
chị Hồng Phượng, cô Hồng Nhung đến. Hôm nay ngày rằm cho nên chị Hồng Phượng với cô Hồng Nhung lên đốt nhang cho đốt cậu. Đó cô chú chị. Đó, em thấy mình nước ở đây luôn. Sao rồi? Đó, quay luôn rồi, quay chút xíu chứ. Cảm ơn mọi người nhiều. Xin phép em đi về. Dạ. Nha. Chúc cho chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. 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 Lên xe lên xe. Trời ơi. Biến của cháu đang hấp nhang rồi, cháu ra sau. Ngoài ra bây giờ chị Phượng sau thì ghé thăm mọi người đứng xe đó cùng với lại cô Sáu ra đây. Đứng xe đó chút. Xe đây ơi. Đứng đầu xe ra nha. Cô chú chị ơi. Để ở phía bên trong cô Sáu nha. Bỏ cô Sáu luôn hả? Rồi cô Sáu đang ra mọi người ha. Dạ, dạ cô Sáu về. Cô Sáu đâu? Đây là nhà cô Sáu đó, cô Sáu. Đang được đón tiếp. Chúc tôi nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn tụi con. Tụi con đây cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cô Sáu ơi. Chị giữ gìn sức khỏe để mà lo mọi người. Lo mọi tụi con lo mọi nha. Rồi chạy luôn. Rồi chào tất cả mọi người nha. Giờ cô Sáu chị Phượng về mọi người. Bye mọi người nha.